giới thiệu, cô là Ngô Thị Thanh Tấm, giáo viên giảng dạy lớp 1B trường tiểu học Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Hôm nay cô cùng các em ôn tập kiến thức môn tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1. Bài đầu tiên hôm nay chúng ta cùng ôn tập đó là bài 1, ôn tập về nguyên âm và phụ âm. Ở bài này các em cần nắm vững các mục tiêu sau: 1. Củng cố kiến thức về mô hình tiếng. 2. Củng cố cách phân biệt nguyên âm và phụ âm. 3. Củng cố cách làm tròn môi các nguyên âm không tròn môi. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau vào phần 1, đó là mô hình tiếng. Mỗi một tiếng được ghi một bằng một mô hình. Và để vẽ được mô hình tiếng, các em cần làm như sau. Cách vẽ mô hình tiếng. Để vẽ được mô hình tiếng, các em cần đánh dấu điểm bằng các chấm tròn, 4 chấm tròn, 4 góc. Sau khi đánh dấu điểm xong, chúng ta sẽ thực hiện vẽ mô hình. Cách vẽ như sau, chúng ta thực hiện theo quy trình từ trên xuống dưới, từ trái sang phải theo các dấu điểm đã đánh dấu. Các em cùng quan sát cô thực hiện. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải theo các dấu đã đánh dấu. Đây chính là mô hình tiếng nguyên. Và để tách tiếng nguyên thành hai phần, cô giáo dùng hai vạch nhỏ để chia đôi mô hình tiếng. Đây chính là tiếng đã được tách thành hai phần. Ví dụ, tiếng ba được tách thành hai phần, đó là phần đầu, âm bờ, và phần vần là âm A. Phần đầu, âm bờ là phụ âm, phần vần, âm A là nguyên âm. Như vậy cô cùng các em ôn tập xong cách vẽ mô hình tiếng. Để phân tích được tiếng, các em cần nhớ lại kiến thức sau. Phân tích tiếng, các em chú ý cô giáo phân tích mẫu. Đó là tiếng có thanh ngang. Ví dụ như tiếng ba. Ba, bờ, A, ba. Đó là cách phân tích tiếng có thanh ngang. Thì chúng ta cần phân tích như sau. Tiếng chúng ta đọc đầu tiên, sau đó chúng ta tách. Bên tay trái là phần âm đầu, là phần phụ âm. Và bên phải là phần vần, là nguyên âm. Sau đó chúng ta lại đọc thành tiếng ba. Đó là cách phân tích tiếng có thanh ngang. Tiếp chúng ta quan sát cô giáo phân tích tiếng cá, là tiếng có dấu thanh. Cá, ca, sắc, cá. Đối với tiếng có dấu thanh thì các em cần phân tích tiếng về bên tay trái và thanh chúng ta tách sang bên tay phải và chập lại chúng ta sẽ được tiếng, đó là tiếng cá. Các em đã nhớ lại cách phân tích tiếng chưa? Cô mời các em hãy cùng nhau vận dụng phân tích các tiếng sau cho cô. Tiếng ca, tiếng bà, tiếng đá, tiếng chả, tiếng ngã và tiếng lọ. Cô mời các em thực hành phân tích tiếng trong vòng 1 phút. Thời gian thực hành bắt đầu. Rồi, bây giờ cô sẽ cùng các em phân tích lại các tiếng này. Ca, cờ, a, ca, bà, ba, huyền, bà, đá, đa, sắc, đá, chả, cha, hỏi, chả, ngã, nga, ngã, ngã, lọ, lo, nặng, lọ. Như vậy trong phần phân tích vừa rồi, các em đã được phân tích các tiếng có thanh ngang và các tiếng có thanh. Như vậy chúng ta vừa thực hành xong phần 1, đó là vẽ mô hình tiếng và phân tích tiếng thành hai phần. Và ở phần mô hình tiếng, các em cần lưu ý cho cô giáo là được tách thành hai phần, đó là phần đầu và phần vần. Vậy thì phần đầu là phụ âm, còn phần vần là nguyên âm. Vậy để phân biệt được thế nào là nguyên âm, thế nào là phụ âm, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phân biệt nguyên âm và phụ âm. Tiếp tục bây giờ cô trò cho chúng ta sẽ cùng
cùng nhau chuyển sang phần 2, cách phân biệt nguyên âm và phụ âm. Để phân biệt được nguyên âm và phụ âm, các em cần nhớ lại cho cô các âm đã học. Ở đây chính là bảng các âm đã học mà các em đã học trong học kỳ 1. Đối với những âm chúng ta đã học, các em cần lưu ý cho cô cách đọc âm cờ được viết bằng 3 con chữ, đó là chữ cờ, chữ ca và chữ cu. Chúng ta đều đọc là cờ. Giờ được viết bằng 2 con chữ, đó là giờ và di. Khi đọc chúng ta đều đọc là giờ, nhưng khi viết chúng ta viết là di. Cô mời các em hãy đọc lại cho cô các âm đã học. A, bờ, cờ, chờ, giờ, đờ, e, ê, gờ, gờ, hờ, y, giờ, cờ, khờ, lờ, mờ, nờ, ngờ, ngờ, nhờ, o, ô, ơ, pờ, cờ, quờ, phờ, rờ, sờ, tờ, thờ, chờ, u, ư, vờ, sờ, y. Như vậy cô và các em vừa cùng nhau ôn tập lại các âm đã học. Vậy để các em phân biệt được nguyên âm và phụ âm, cô và các em cùng nhau ôn tập lại. Như vậy các em để phân biệt được nguyên âm và phụ âm, các em cần lưu ý khi phát âm, chúng ta cần lưu ý như sau. Các nguyên âm thì khi phát âm, luồng hơi đi ra tự do, không bị cản lại, thì đó được gọi là các nguyên âm. Còn phụ âm khi phát âm thì luồng hơi đi ra bị cản lại, đó chính là các phụ âm. Và để phân biệt được thì các em khi phát âm, chúng ta cần phải nên chú ý xem đâu là nguyên âm và đâu là phụ âm. Như vậy đây chính là các nguyên âm mà các em đã được học. A, E, Ê, O, Ô, Ơ, U, Ư, Y. Y ở đây được viết bằng 2 con chữ, đó là Y ngắn và Y dài. Tiếp tục các em hãy đọc lại các phụ âm. Bờ, cờ, chờ, giờ, đờ, gờ, hờ, giờ, cờ, khờ, lờ, mờ, nờ, ngờ, nhờ, pờ, phờ, cờ, quờ, rờ, sờ, tờ, thờ, chờ, vờ, sờ. Như vậy đấy chính là chúng ta vừa phân biệt được nguyên âm và phụ âm. Vậy thì khi chúng ta ghép tiếng, chúng ta cần lưu ý cho cô giáo ghép phụ âm đứng trước và nguyên âm đứng sau, chúng ta sẽ được một tiếng. Và chúng ta có thể thêm dấu thanh để được rất nhiều tiếng khác nhau từ các phụ âm và các nguyên âm. Bây giờ cô giáo sẽ đưa mẫu cho các bạn một số tiếng được ghép từ phụ âm và nguyên âm. Đây là những tiếng không có thanh, tức là có thanh ngang. Ví dụ, tiếng ba, phụ âm bờ, ghép với nguyên âm A. Tiếng ca, phụ âm cờ, ghép với nguyên âm A. Tiếng cha, phụ âm chờ, ghép với nguyên âm A. Tiếng ra, phụ âm giờ, ghép với nguyên âm A. Tiếng re, phụ âm giờ, ghép với nguyên âm E. Tiếng dê, phụ âm giờ, ghép với nguyên âm E. Tiếng do, phụ âm giờ, ghép với nguyên âm O. Tiếng dô, phụ âm giờ, ghép với nguyên âm O. Tiếng dơ, phụ âm giờ, ghép với nguyên âm Ơ. Và còn rất nhiều các tiếng khác nhau nếu các em có thể ghép từ phụ âm với nguyên âm và thêm dấu thanh. Cô giáo yêu cầu các em hãy ghép tiếp các tiếng có thanh từ các phụ âm và các nguyên âm chúng ta vừa ôn tập để tạo thành các tiếng khác nhau, rồi ghi vào vở Oni cho cô giáo. Tiếp tục cô giới thiệu với các em là từ. Từ thì chúng ta được ghép từ 2 đến 3 tiếng thì chúng ta sẽ tạo thành một từ. Ví dụ, từ chả cá, chú ý, nghé ọ, da dê, bờ hồ, bố mẹ và rất nhiều từ khác.
Cô giáo yêu cầu các em hãy viết thêm các từ mà các em ghép được vào vở ô ly. Như vậy ở phần 2, cô vừa hướng dẫn các em cách phân biệt nguyên âm và phụ âm. Các em cần nhớ cho cô giáo để phân biệt được nguyên âm và phụ âm. Các em cần lưu ý như sau. Khi phát âm, các em lưu ý các nguyên âm. Khi phát âm thì luồng hơi đi ra tự do. Còn các phụ âm, khi phát âm thì luồng hơi đi ra bị cản lại. Trước tiên, các em hãy cùng nhau nhớ lại các nguyên âm đã học. Đó là các nguyên âm sau: A, E, E, O, O, Ơ, U, Ư, I. Đây chính là các nguyên âm đã học. Và khi các em đã nắm được các nguyên âm rồi, các em hãy phát âm lại các nguyên âm và cho cô giáo biết những nguyên âm nào là nguyên âm tròn môi. Rồi rất tốt. Các nguyên âm tròn môi đó là nguyên âm O, O, U. Khi phát âm thì môi chúng ta tròn và luồng hơi đi ra tự do. Đấy chính là các nguyên âm tròn môi. Và các nguyên âm không tròn môi đó là các nguyên âm còn lại: E, E, Ơ, Ư, I. Vậy để làm tròn môi các nguyên âm này, chúng ta cần làm như thế nào? Cô giáo hướng dẫn các bạn cách làm tròn môi các nguyên âm không tròn môi. Cách làm như sau. Chúng ta chú ý, E là nguyên âm không tròn môi. Để làm tròn môi các nguyên âm không tròn môi, các em sẽ thêm các nguyên âm tròn môi đứng trước để đứng trước các nguyên âm không tròn môi để làm tròn môi các nguyên âm đó. Ví dụ E, OE chúng ta sẽ được âm tròn môi. E là nguyên âm không tròn môi, thêm âm nguyên âm U chúng ta được U là tròn môi. Ơ là nguyên âm không tròn môi, chúng ta thêm nguyên âm tròn môi đó là W, chúng ta được W. Ư là nguyên âm không tròn môi và chúng ta không thể làm tròn môi nguyên âm Ư được. Y là nguyên âm không tròn môi, chúng ta làm tròn môi nguyên âm Y bằng cách thêm nguyên âm U đứng trước, chúng ta sẽ được Uy. Và khi chuyển có nguyên âm U đứng trước là nguyên âm tròn môi thì âm Y phải là Y dài. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em cách làm tròn môi các nguyên âm không tròn môi. Bây giờ cô mời các em hãy đọc lại cho cô giáo: E, Oe, E, Uê, Ơ, Uơ, Ư, Y, Uy. Và như vậy cô và các em vừa cùng nhau đã ôn lại cách làm tròn môi các nguyên âm không tròn môi. Vậy qua bài học ngày hôm nay, cô và các em đã cùng nhau củng cố kiến thức về cách vẽ mô hình tiếng và cách phân biệt nguyên âm và phụ âm, cách làm tròn môi các nguyên âm không tròn môi. Và cô mong rằng các em hãy ghi nhớ kiến thức để chúng ta vận dụng vào trong cuộc sống của mình. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cô xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.